Ngoài vậy còn thưởng thức tiếng hát của Cẩm Đào sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Đại Phương Trang, ca khúc được mang tên Đời Còn Cô Đơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin quý vị cho Cẩm Đào một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, và sau tiếng hát của Cẩm Đào là tiếng hát của Ái Lơ chuẩn bị. Mình đến với phòng trà của Nhanh Lên, mình xin trình bài hát được mang tên Đời Còn Cô Đơn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
chợt nghe bài ca cũ bên mang một nỗi buồn, bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say vẫn nóng ghiền tôi đời con cô đơn, bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say vẫn nóng tôi đợi con.